cộng thêm 15 nữa. Rồi, như vậy là bài của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các em học thật là tốt. Nhớ không quên là đăng ký kênh để ủng hộ, tạo động lực cho mình nha. Rồi, xin chào quý thầy cô và cũng như chào các em. Thì hôm nay mình tiếp tục quay lại về các cái hình trong series graph tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các em về cái hình này. Thì đối với hình này thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái hình tròn thì chúng ta quan sát thì đây có một hình tròn này, 2 3 4 5 6 7 8 9, như vậy là có 9 hình tròn xoay quanh mà tâm xuất phát từ tâm, mà tâm của hình tròn nằm ở trên này. Như vậy công việc của chúng ta thì đầu tiên về cho được một cái hình tròn, sau đó chúng ta lặp lại cái việc này, và mỗi cái đường tròn này chúng ta thấy rằng là gì? Nó thay đổi bán kính, xin lỗi là nó thay đổi cái đường kính của nó, thay đổi đường kính của nó. Rồi, để chúng ta làm được bài này, chúng ta đầu tiên phải vẽ được một đường tròn. Chúng ta bắt tay vào công việc nhé. Để vẽ được đường tròn đó. Vẽ thì trên cái bút màu sai, dỡ bút lên, rồi sự kiện vẽ tại vị trí không không theo hướng 90 độ. Rồi, ta vẽ một cái đường tròn á thì ta làm như sau, và quay đường tròn của chúng ta thì quay 360 độ. Thì nó có cái thuật toán về đường tròn này, rất là đơn giản. Thuật toán về đường tròn là bằng 2 này nhân cho 3 3.14 này, 3.14 này tức là pi, nhân cho pi 3.14. Đây là cái đường kính là mình cho bằng 10 đi. Đây là chia cho 360 độ, 360 độ này. Rồi mình lấy cái này mình bỏ vào chỗ đây nè. Rồi bây giờ mình chạy thử ha.
Rồi như vậy là mình có được một cái đường tròn nè. Bây giờ mình muốn nối cái này cho nó cao lên chút xíu, cao lên là mình đưa lên, đưa lên tại Y100. Rồi bây giờ mình muốn vẽ 10 cái đường tròn á, 10 đường tròn. Như vậy là vấn đề đặt ra là cái bán kính này, cái đường kính này nó thay đổi mỗi lần vẽ một cái đường tròn, đường kính này nó thay đổi. Như vậy là chúng ta phải đặt thêm một cái biến, đó là biến đường kính. Biến đường kính rồi. Chúng ta đặt vào đây. Như vậy cái đường kính của chúng ta ban đầu là chúng ta cho nó là bằng 10, bằng cái đường kính đây, bằng cái đường kính xuất phát này. Rồi sau mỗi cái đường kính này thì chúng ta lặp lại. Chúng ta lặp lại thì chúng ta lặp lại này, chúng ta là điểm lại là 9 lần đúng không, 9 lần. Như vậy sau mỗi lần này thì đường kính của chúng ta tăng lên, trên đường kính chúng ta tăng lên là 15 đi. Rồi chúng ta quẹt thử ha. Chúng ta thấy đường kính nó thay đổi nè, đường kính nó thay đổi nè. Cộng thêm 15 nữa. Rồi, như vậy là bài của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các em học thật là tốt. Nhớ không quên là đăng ký kênh để ủng hộ, tạo động lực cho mình nha.